960 đến kia là một cái xe hai cầu, nó còn đều đồ thùng bọng đẹp, cầu số lớn, máy lớn như này cũng khó lắm nha. Xe hai cầu máy 30, cầu số 3 dưới tại bụng. Em đi tổng thể một vòng nó xem đây, 30 con đông tầm bụng lớn, lốp trước lốp đẹp đẹp đẹp, lốp trước mới thay thùng bọng đẹp nhé. Con này thùng dài 3m15, rộng phủ bì 1m95, nhầm lên lúc đôi vừa đẹp luôn. Sàn ván nhé, thùng thành thôn luôn đẹp. Cầu số 3 rưỡi, con này cầu hơi xài thân cơ nhé, không có nhíp đâu. Chưa có nhịp sợi thủ trước là tháo gục ra rồi. Phòng dưới là V 2 lớp nha. Ở ngoài trong đây một lớp, ngoài đây một lớp nữa. 2 lớp nữa. Đây này. Hai lớp V 8. Lưng thức gỗ đầy đủ, bốp Hyundai. Số chiến thắng 3 rưỡi, thắng tay thắng chân còn đủ hết nha. Cắt tăng hộp lai hộp số nghiêm chỉnh nha, chưa dơ. Lớp trước là lớp 6 lớp 10 mới thay này. Máy 30 con đông, máy sáng sạch sẽ. Cốt chưa ra luôn, bánh đà thì có mở để thay cốt một cọp rồi nha, nhưng mà cốt chưa bung. Lớp dép hai bên thì đẹp nha, mới mâm dày rồi, lên được đùi độ nha. Này, hai bên đùi sắt luôn. Hộp con nhông nha, có đi mô này, đèn đó còn đủ. Cháy bóng rồi. Giá 62 triệu, con này về sẵn để chỉ việc làm. Xe dưới là U12 2 cây. Đây này. Trong ngoài, trong cái U10. Sẽ thử máy, thử bốt cái xe này em. Thử máy, thử bốt, đứng đây. Bốt nhẹ. Chạy bãi đi. 62 triệu. Người nhà quan tâm alo em. 038 45 45 91. Tắt cái đèn đi. 0 9 8 7 1 4 3 2. Xem xe tiếp thiện cho like nhé. Okay.